Thưa quý vị và các bạn, chỉ ít ngày nữa sẽ đến Tết Trung Thu, một dịp lễ không chỉ trẻ nhỏ mà cả người lớn đều mong đợi. Theo thời gian cùng với sự thăng trầm và phát triển, ngày Tết này đã có nhiều thay đổi. Dù vậy, Trung Thu xưa vẫn có một sức hút đặc biệt để những người trẻ tuổi hôm nay tìm về trải nghiệm và khám phá. Cửa hàng bán đồ chơi Trung Thu, không khí Trung Thu. Đây là những tư liệu quý giá về Tết Trung Thu những năm 1900 tại Hà Nội. Còn đây là những tài liệu trong Châu Bản Triều Nguyễn lần đầu tiên được công bố. Người xem ngược dòng thời gian trở về quá khứ để khám phá những nghi lễ trong ngày Tết Trung Thu chốn Hoàng Cung xưa và không khí Trung Thu của phố phường Hà Nội cách đây hơn 100 năm. Những tư liệu lưu trữ này còn giúp người xem hiểu hơn về lịch sử hình thành ngày lễ này ở Việt Nam. Đến giờ các nhà nghiên cứu cũng chưa khẳng định là Trung Thu có từ bao giờ, nhưng nó là một cái lễ tiết đặc biệt quan trọng trong năm của người Việt. Và từ thời Lý, chúng tôi lấy cái màu dấu mốc từ thời Lý là bởi lẽ có những cái tài liệu tư liệu ghi chép lại về cái việc là tiết Trung Thu được triều đình, được hoàng cung tổ chức thành một cái lễ như là quốc lễ. Đến với không gian bích họa phố Phùng Hưng dịp cuối tuần này, du khách cũng được hòa mình vào không khí của Tết Trung Thu xưa với những món đồ chơi truyền thống, đặc biệt còn được trải nghiệm tự tay làm đồ chơi truyền thống. Ngày bé, đèn thì cũng có bán, thế nhưng mà những người mua thì là phần nhiều những người là có tiền. Chứ còn thì chơi thì các trẻ thì tự nhiên là tự túc tự làm. Lần đầu tiên con được làm đèn ông sao, con cảm thấy rất vui. Con thấy nó làm rất khó, nếu mà không làm không cẩn thận thì nó có thể hỏng. Vốn xuất phát từ nghi thức nông nghiệp, nhưng qua thời gian, ngày Tết Trung Thu dần trở thành ngày Tết đoàn viên và gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Dẫu Trung Thu này đã có nhiều đổi khác, nhưng những nét văn hóa truyền thống vẫn sẽ được tiếp tục gìn giữ và phát huy.